Rồi, hello anh em nha. Khá lâu rồi chưa cầm lại cái nạ đi săn anh em ạ. Thật sự lâu ngày cầm vào cái nạ nó cứ ngờ ngờ kiểu gì á. Cũng 20 ngày rồi anh em. Tầm đấy, chưa cầm nạ. Hôm nay thì mình tranh thủ cùng nạ thủ công đi bán 1 tỷ nha anh em. À mà mình cũng giới thiệu luôn là cái nạ này là cái nạ ứng kiếm nha. Được mình chuyên sử dụng để đi săn. Con thú thì hổ trắng mà mình dùng bữa giờ rồi. Còn lực thú thì anh em cứ xem những cái lúc mà mình tua chậm hoặc lúc mình bắn. Anh em cảm nhận được cái độ rút của nó ra cái tiếng thú như nào. Thì anh em sẽ biết được lực như nào nha anh em. Khẩu thú mình đang dùng ở đây là 140 nha anh em. Buộc rồi đấy. Mình bắn bị 7 nha. Đấy và trước khi đi săn thì đây mình cũng để giới thiệu những cái sản phẩm hiện tại bên mình đang còn khuyến mại này. Vừa rồi thì mình có lấy một video đấy vừa rồi gần nhất đây thì có một video mua thun tặng nạ nha nè. Em mà nhưng mà mình cũng chưa nói rõ với cái nạ này là được làm bằng chất liệu nhựa ABS đấy em này. Nhựa ABS nha em. Cực kỳ bền. Đấy. Con chạc của nó là 7.5 nha. Đấy. Nó nhiều màu rất là đẹp đấy này. Nói chung là cuối năm mình cũng không biết làm gì để tặng anh em cả. Đấy, chỉ có muốn là để tri ân những anh em yêu quý mình luôn luôn ủng hộ mình nhá. Thì khi mua hàng thì mình sẽ tặng cho anh em cái nạ này. Cầm cực kỳ sướng đấy, rồi ok nha anh em. Mong là hôm nay đi săn có cái kết quả ok tí. Thì bữa giờ mình không đi săn này. Việc bèm lại có cảm giác hay không? Ôi, quá nắng anh em ơi. Đây tuyệt quá nắng. Ông ruộng vắng vẻ này. Bây giờ bác xem đang đứng xem bác này tất cả này. Con cá rô anh em ạ. Tôi đồng này về chiến thì bài luôn. Con trụ ngay đó đây em. Sóc anh em ơi. Sóc sóc một con thôi.
rớt. Rớt. Bay mấy cái thế này thì thôi, chưa may mắn thôi. Rớt. Bay chứ nữa, gãy cánh rồi. Rỡ tay một đoàn đây nè ạ. Để càng xuống. Để xuống, rồi. Rồi. Đứng đây, bay chứ lên được nè. Gãy mập cánh đây nè. Rồi, đốc kia đây, ấy đám ơi. Ăn tới rồi rồi, bố mập cánh nha mấy. Đó, 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 gãy cái này đây nè. Đó, xịt cổ. Chết. Rồi. Siêu phẩm mà nhưng mà chứ phải là siêu phẩm. Trời ơi, như ống luôn. Cao quá. Đán lên được đôi nào mà cả 200 mét chứ không ý đâu. 200-300 mét là có rồi. Thun mình đang sử dụng là hổ trắng nha nè. Hổ trắng như thế mà nhưng mà cái tâm này thì thôi, chịu rồi. Quả cáo đấy ạ. Quả cao. Anh em biết không, bây giờ mùa này ở đa phần là khu vực miền Trung bây giờ là đã gieo lúa đấy các bạn. Hôm nay anh em thấy người dân làm đông làm ruộng rất là nhiều. Thì đi săn những cái buổi như này thì co nó sẽ là không có rải rác ra để bắn đấy các bạn. Khi mà ta tập trung lại như này mình bắn một con nó bay hết cả đàn này. Anh em thấy không, gầy gầy trong cảnh luôn này. Nói chung là cũng chưa may mắn lắm. Nếu mà nó vào hơn một tí nữa thì nó sẽ rơi đẹp. Như vậy là cũng có ok đấy nha. Mình sợ lâu ngày mình không cầm nã nó bắn lại không trúng nữa cơ. À da yeah, con bé trúng. Mập thối rồi. Mập thật đấy nè. Chết, chết rồi. Con ơi. Được. Cả lọc anh em. Bị đâu rồi? Hả?
Ui, to lắm. To to to, đục bu rồi. Miếng trôi nhỏ nhỏ nó mới xuống cái to thì để biết nữa đó mà. Con đã chết, con đã chết rồi. Bốn người. Ôi cái con chồng lại chứ. Cái chồng mà nửa mà rút trộn trong mũi mà trốn. Chắn lên lên. Ok đẹp ạ. Em cống ở bản đường thì mình phải đi lượm đấy. Lúc này mình bản đường cống đi lượm rồi. Thế này mình đá cái keo như vậy cho nó có động lực bám đấy ạ. Ok. Lượm thì lượm đấy. Có đấy không? Không, nó chỉ tự do lắm mà. Anh em mình nghe bố cháu kêu anh em. Đấy, người con bịp sóc này nó lại bay lên. Đây nó bị bịp anh em ạ. Nhưng mà loài sóc ngã người luôn. Thêm hàng anh em ạ. Chúng là hôm nay anh em mình đi cũng tận dụng được cơ hội. Chắc chim thì gặp mà không có được nhiều anh em. Có đàn như vậy mình bắn nó bay hết rồi. Bắn được con nó bay hết. Cùng khả khả môi đây. Mưa tới tải đấy mà lâu đi săn gặp mưa nữa rồi. Món ăn cũng đã chín rồi, co và cả nước. Nhưng mà ngoài trời thì bây giờ cũng đã tối rồi anh em ơi.
Đây, trời thật sự rất là mau tối luôn. Đây anh em, chú mình nha anh em, chú đang hello. Đây, nã thủ công đó là chú mình luôn. Đây, để có thì cũng đã làm xong rồi. Đây, với có cái nào chỉnh chứ? Rồi rồi, ok, giờ vào việc thôi. Thơm này, con nướng như này rất là thơm anh em ạ. Cái thế mình xảo cái GoPro quay vào đêm nó tệ quá. Ok, hay tối gió đèn cho vậy tối. Ra là thì ok, xin mời em nhá. Phải có đội ngũ hỗ trợ ánh sáng đấy em ạ, quay cho mới rõ được. Quá tuyệt vời em ạ. Này vừa có chim vừa có cá. Ôi. Có cái dứa là ngon phải không? Tiểu cái dứa cái là có dứa là mặt mát mà ăn ngon. Bỏ ngàn đô. Ngàn đô. Mà hiểu cho mình. Rồi anh em nha, nãy giờ ăn cá, bây giờ tới lượt món chín này. Đấy, không nhiệt bụng. Ôi chà, kiểu gì mà. Thôi. Ôi, béo lườm ấy. Cò rất là béo luôn đấy mày. Nhưng mùa này người ta đang dẻo rồi. Đông ra là cá đấy. Săn. Nói sao ba TV bảy cá. Ừ, chảy nước luôn. Đẹp không đấy? Thơm ấy, nước như này rất thơm này. À, ăn là... Nó mới mua dê à? Hay chứ mặt buồn. Bẻ cái bông nữa thôi chứ. Nóng tâm của Lào thôi. Làm con đi. Cô tính gì lạ. Quả đuôi đi chứ. Cô tính, cô tính, cô tính, cô tính. Ừ. À đi, à đi. À, kẹt đau rồi, ngon rồi. Chạy mờ luôn. Béo. Có một khúc mi như đây đi. Có khúc mi như đây quất. Ờ. Đỡ ngọt nào. Chưa thấy vậy chứ.